Thưa quý vị, thưa các bạn, điện khí hóa nông thôn là quá trình mà ngành điện kiên trì thực hiện nhiều năm qua, được các địa phương đánh giá cao, xóa các xã, thôn, bản còn trắng điện lưới quốc gia. Trong đó có nhiều khu vực có địa hình đồi núi phức tạp, bị chia cắt bởi sông, suối, điều kiện đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, sống không tập trung, cách xa lưới điện hiện hữu. Bản Bút, xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn, cách thành phố Thanh Hóa hơn 150 km. Cách đây hơn 10 năm, người ở miền xuôi còn gọi nơi này là chốn thâm sơn cùng cốc. Nhưng rồi kể từ ngày có điện, cuộc sống của người dân thay đổi hoàn toàn. Ánh điện lung linh đã chiếu sáng khắp bản và giờ đây, người dân đã dùng điện để thắp sáng và mua sắm thêm những thiết bị để phục vụ sinh hoạt thường ngày như tivi, đài, nồi cơm điện. Đặc biệt, cả bản đã có 5 hộ mạnh dạn đầu tư, cải tạo không gian, sưu tầm những vật dụng, trang phục truyền thống, trưng bày để làm dịch vụ du lịch homestay. Xã Nam Xuân có lựa chọn Bản Bút để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Ở trong đó thì có cái vai trò rất là lớn của ngành điện, đó là đóng góp cho cái việc sử dụng điện, cho việc trang trí nhà cửa, cho việc sử dụng sinh hoạt hàng ngày và cho việc phục vụ cho một số cái nội dung công việc khác để phục vụ trong việc phát triển kinh tế xã hội, sản xuất, đời sống hàng ngày của bà con ở đây. Cũng tại điện lực khu vực Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thanh Hóa, nơi cũng vừa được các cấp chính quyền và ngành điện Thanh Hóa đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện phục vụ người dân. Khi những người thợ điện tiến hành dựng cột, kéo dây điện, người dân đều tích cực tham gia giúp sức, hỗ trợ. Sau nửa năm có điện, cuộc sống của người dân cũng theo đó mà khấm khá đi lên. Các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm cũng vì thế mà được bà con gìn giữ, phát triển, sản phẩm ngày càng đạt năng suất và chất lượng hơn nhờ có điện. Hoạt động trong gia đình dùng điện thì hiện nay thì được hỗ trợ, phải nói là ổn định về điện, phục vụ tốt cho bà con nhân dân sản xuất, cũng như dệt, như các bà ở nhóm dệt đây cũng tổ chức thực hiện dệt vào những buổi tối thì cũng thuận tiện để các bà tranh thủ thời gian nông nhàn để các bà dệt. Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư gần 432 tỷ đồng, dự án do Sở Công Thương làm chủ đầu tư và thực hiện cấp điện cho gần 4.000 hộ dân thuộc 80 thôn bản chưa có điện của 9 huyện miền núi gồm Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát. Trong đó, huyện Quan Hóa, một trong những huyện nghèo của Thanh Hóa, đi đầu trong việc xóa bản trắng điện lưới quốc gia với 107 trên 107 thôn bản được bao phủ điện lưới. Đối với huyện Quan Hóa thì đến thời điểm hiện tại thì 100% các làng, thôn, bản đã có điện lưới quốc gia và có điện lưới quốc gia thì đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho huyện Quan Hóa và trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau nhiều năm thực hiện dự án cấp điện cho các thôn bản vùng cao chưa có điện của tỉnh, đến nay, ngành điện xứ Thanh đã hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia tới 100% số xã với gần 99,9% hộ dân được sử dụng điện. Những nơi trước đây vốn là vùng đất nghèo với những khó khăn cách trở về giao thông, tưởng chừng điện không thể đến được, thì nay ánh điện đã về, mang niềm tin của Đảng đến với bà con, tạo động lực phát triển kinh tế, cuộc sống được ấm no và đủ đầy hơn. Trong những năm qua, công ty điện lực Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Sở Công Thương, các sở ban ngành và chính quyền địa phương triển khai thực hiện cái chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo với cái phạm vi đầu tư trên 9 huyện miền núi và cấp điện cho 80 thôn bản mà chưa có điện lưới quốc gia và đã đạt cái mục tiêu là 100% thôn bản có điện lưới quốc gia. Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NPC, đến nay 100% số xã với gần 8 triệu số hộ dân nông thôn trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc đã có điện, đạt tỷ lệ trên 99%. Lưới điện đã vươn đến những huyện đảo, xã đảo xa xôi, khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần thay đổi căn bản diện mạo kinh tế và xã hội ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, đóng góp to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Trên thực tế, khi đầu tư xây dựng các dự án điện tại các xã vùng biên giới, vùng cao, bà con sống không tập trung và ở những vùng có địa hình hiểm trở, phức tạp, việc đầu tư lưới điện ở khu vực này đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thi công kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ ở những khu vực này lại rất thấp. Vì vậy, khi đầu tư điện cho khu vực nông thôn, miền núi, EVN-NPC xác định
không thể đo đếm lợi nhuận, hiệu quả kinh tế mà phải đặt ý nghĩa chính trị xã hội, trách nhiệm vì cộng đồng là mục tiêu. Tin rằng cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như sự đầu tư mạnh mẽ của EVN-MPC sẽ sớm hoàn thành mục tiêu 100% số dân trên địa bàn vùng sâu vùng xa miền núi phía Bắc được sử dụng điện lưới quốc gia.